tất cả quý vị và các bạn đến với chương trình Gia đình tài tử ngày hôm nay. Chúng ta lại gặp nhau trong một không khí hết sức là vui nhộn và hy vọng ngày hôm nay là món quà tinh thần rất lớn đối với tất cả chúng ta. Bây giờ sẽ là thành phần ban giám khảo rất quen thuộc của chúng ta: nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh, ca sĩ, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ hai đội chơi. Bây giờ thì sứ giả đang đi đến nhà của chị Phạm Thị Bích Ngọc để xem gia đình tài tử này lực lượng hùng hậu như thế nào nha. Dạ, chào cả nhà. Dạ, em chào chị. Xanh bông trắng người lại vàng bông ơ rượng ơ, bông lê cho bằng bông lụa ơ rượng ơ, rồi dài vàng bông rồi lại mấy bông răng ấy ra được. Bông rồi lại mấy bông. Em hay quá. Và ngày hôm nay ca khúc mà con muốn gửi đến thử thách cho gia đình đó là Mưa Ngâu. Bây giờ cái bài này ấn tượng đầu tiên mọi người muốn sẽ diễn như thế nào? Sẽ làm mưa trên sân khấu. Và hy vọng là cả nhà mình sẽ tập thật tốt, cố gắng vượt qua từng vòng thi. Tức là giải thưởng thi của chúng ta sẽ là vô địch tuần sẽ là 5 triệu, vô địch tháng sẽ là 10 triệu, vô địch quý là 50 triệu và vô địch của năm sẽ là 300 triệu. Rồi bây giờ sẽ chúc cả nhà may mắn và sẽ có nhiều thời gian tập luyện và hy vọng sẽ gặp lại mọi người ở vòng thi tháng. Xin chào chị ạ. Và cái người đầu tiên mà tôi nhìn thấy rất là lạ, ấn tượng đó là chị Ngọc ở đây. Hôm nay có vẻ mình có cái mái tóc rất là lạ đúng không chị? Chị thì bỏ kẹp cái mái tóc này từ ngày còn chị còn rất trẻ. Có một mái tóc này là chị kéo hoài tại vì nó hợp với gương mặt của chị. Tức là để từ xưa tới giờ luôn? Không, chị để khoảng 20 năm rồi. 20 năm tóc như vậy hoài. Nghe nói là trong nhà chúng ta có một bí thư đoàn. Đó là con gái của rồi, chị. Rồi xin chào bạn bí thư đoàn. Vậy thế mạnh của bạn là gì? Dạ, thì em là tham gia công tác đoàn nên là thế mạnh của em là về hoạt náo và về phong trào văn nghệ, văn hóa thể dục thể thao ạ. Tôi nghe đâu nói rằng bạn đã tìm được một cái người gọi là hiểu ý mình để hỗ trợ, để giúp đỡ, một bờ vai để nương tựa, đúng không ạ? Dạ, đó là bạn của em ạ. Hình như nếu bạn mà về vai nương tựa thì chưa, tụi em chưa có gì hết mà. Bạn đó, bạn nào có thể bước ra? Tôi xin hỏi hai bạn nhé. Điều gì mà chúng ta có thể dễ hiểu nhau trong một cuộc sống phải nói là hiện đại? Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Minh Hoàng. Hiện nay em đang công tác đoàn tại phường 10, quận Gò Vấp. Thì để hiểu nhau cũng như chia sẻ với nhau trong cuộc sống cũng như là mọi thứ, thì em nghĩ là em với Vân có một điểm chung, đó là chung về công tác. Từ trước khi quen nhau là hai đứa là đối thủ của nhau. Hai phường rồi hay cạnh tranh nhau, hay cãi nhau, thậm chí là... này khó nói quá. Nói đại thậm chí là ghét nhau đúng không? Dạ ghét nhau đúng không? Điều gì của Vân mà bạn ghét nhất? Điều mà em ghét nhất thì nhiều lắm, nhưng mà điều em thương thì cũng nhiều hơn là ghét. Chứ mà nói ghét ở đây chắc về bầm dập luôn á. Điều gì ở bạn Hoàng mà bạn Vân ghét nhất? Dạ anh ấy rất là chảnh đối với em ạ. Lúc đầu chúng em hợp tác chung với nhau thì hai phường á, phường anh thì rất là mạnh, còn em mới lên cũng không bằng phường anh, nhưng mà hỏi thì anh cứ làm cao quá, nhiều khi mình thấy mình ngại, nhưng mà sau này khi hợp tác với nhau rồi thì hiểu nhau hơn và thấy anh cũng rất là dễ thương ạ. Cho tôi hỏi hôm nay đội hỗ trợ các bạn là ai? Đội hỗ trợ của chúng tôi ngày hôm nay được mang tên là đội áo trắng. Nghe cái tên rất là sao xuyến, rất là vân vân tuổi học trò. Lý do tại sao các bạn đồng ý tham gia cùng với bạn của mình trong gia đình ngày hôm nay? Dạ vì chúng em là một gia đình ạ. Một gia đình? Tức là bà con hả? Dạ không, theo Quỳnh Linh là các bạn ở đây đều là các bạn đoàn viên của đến từ các phường như là phường em hoặc là phường bạn, em là phường Anh Hoàng. Tức là các bạn lấy chức vụ các bạn của bạn o ép người ta, bắt dạ, người ta phải thi. Như là bạn vừa nói đó là tụi em xem nhau như là một gia đình, một ngôi nhà với nhau ạ. Phải nói rõ ràng chứ, nghĩ đây là sếp, xong rồi các bạn làm đoàn, các bạn làm bí thư, các bạn nói thôi vô đây thi, vô đây thi, bắt cuối cùng là ép ta thi. Nói chơi cho vui thôi. Thật sự là rất vui khi có mặt của tất cả các đoàn viên ở đây. Một lần nữa xin chào đón các bạn. Dạ chào cả nhà. Cả nhà mình như vậy là đông đủ rồi phải không bác? Chưa đủ. Và cho con phép con hỏi là nhà mình quê gốc ở đâu ạ?
Quê gốc thì bác ở Thái Bình, còn cô là quê Nghệ An. Là ở Hà Tĩnh thì con nhớ và ấn tượng nhất là những con hò. À, bác có thể hò con nghe thử với một bạn nữa. Quá hay rồi, đúng rồi, đúng chỗ rồi. Dân thì dân mà thưởng cũng thật nhiều, dân thì dân mà thương lại càng thương. Ờ, cô hát rất giọng họ cô rất là ngọt, mà mỗi lần cô hát một câu mà em giận thì giận thương thì... Ngày hôm nay á, cái bài mà con mang đến cho cô chú á, không phải là bài dạy điểm. Bài hát có chữ mùa xuân và bài đó là mùa xuân nho nhỏ. Mùa xuân nho nhỏ. Ôi rồi, chỉ có mình chị biết à. Bài mùa xuân nho nhỏ chị biết hát không? Biết chút à. Ngày hôm nay thì đến đây thì con giao hết rồi. Chúc cả nhà may mắn, thi thật vui và chơi hết mình. À, xin chào chú Mẫn ạ. Xin chào anh Quỳnh Linh. Dạ, nghe nói ở Thái Bình đúng không chú? Dạ vâng, tôi vào đây từ năm 81. Chú nhớ nhất điều gì ở Thái Bình mà mang nhiều kỷ niệm? Dạ, nhớ nhất ở Thái Bình là bài ca Năm Tấn, thì ai Năm Tấn quê ở Thái Bình. Ngoài cái việc cái bài hát, bác còn nhớ những con đường làng của mình từng đi qua hay là một kỷ niệm nào đó ngày xưa? Dạ, con đường làng thì rất nhớ, mà bây giờ ở trong gia đình tôi là phải vẽ một cái cảnh ở quê tôi để tôi làm kỷ niệm. Dạ. Cho nên là nó cũng giống như chuyện Kiều là xè xè nấm đất ven đường, rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. À. Cho nên là cái cảnh quê hương nó là như thế. Dạ. Dạ. Chú thì ở quê ở Thái Bình, cô thì quê ở Nghệ An. À, vậy thì sao chúng ta gặp lại nhau ở trường hợp nào ạ? Tôi làm trước đây là Tổng cục Đường Biển thì công tác ở cảng Bến Thủy Nghệ An, cho nên gặp nhà tôi thì với thương nhau, rồi với xây dựng gia đình. Và cái ngày mà chúng tôi còn là sinh viên với lại học ở đại học thì ở đây là cứ ngày xưa mà đang học hay là đang làm cái gì mà Thanh Hoa mà cất lời lên hát là phải im mà nghe. À. Hôm nay thì được gặp thực tế ở đây là một niềm vinh dự lớn và phấn khởi. À. Còn trước đây là chỉ có nghe, chứ còn lúc chống Mỹ cứu nước đâu có truyền hình, cho nên không được nhìn thấy mặt. Dạ. Chỉ nghe tiếng hát, mà cứ nghe rồi là phải im, rồi thì hết... hát xong bài hát rồi thì biết có làm gì, biết làm. À, nghe. Tức là khi nghe Thanh Hoa hát xong coi như là bỏ làm luôn. Thì Thanh Hoa có đôi lời cùng với chú không ạ? Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Vâng, đã lâu lắm rồi mới Thanh Hoa mới được nghe lại một lời rất là xúc động. Vâng, hình như cái câu đấy là chỉ nghe tiếng hát mà đem lòng yêu thương ấy. Vậy thì có lẽ rằng ngày hôm nay á, chú có muốn nghe lại một vài câu hát của Thanh Hoa so với ngày xưa không ạ? Quá là muốn nghe rồi. Quá là muốn nghe luôn. Vậy thì không lý do gì mà chị Thanh Hoa không hát một vài câu hát nào đấy? Anh ơi, chứ thương nhau cha mẹ nọ ưng, mà cấm em đi cửa trước thì em lại vòng ra cửa sau. Tha rằng nó biết thì thôi, chứ biết rồi nè, biết rồi mỗi đứa mỗi nơi. Em thêm buồn. À, xin hỏi cô ạ, khi mà cô nghe chị Thanh Hoa hát về Nghệ An thế, mình có bồi hồi nhớ lại ngày xưa không ạ? Dạ có ạ. Cảm giác là nhớ quê và nhớ những câu hò ví dặm. Dạ. Vâng. Còn bây giờ tôi xin hỏi rằng đội trợ giúp của ta ngày hôm nay là ai? Dạ đội trợ giúp là đội Hoa Mai. Hoa Mai. Đó là hoa mai nở vào mỗi mùa xuân đến. Tôi cứ nghĩ trong đầu tôi rằng các bạn sẽ mặc áo màu vàng và đem mùa xuân đến. Đội hỗ trợ các bạn quan hệ thế nào đối với gia đình ạ? Chúng em đến từ hàng xóm láng giềng mang đậm tính chất cây nhà lá vườn. Đội hỗ trợ cây nhà lá vườn. Nghe nói sao mà tôi về vườn tôi sống quá. À, xin mời đại diện hai đội chúng ta sẽ bốc thăm xem đội nào thi trước và đội nào thi sau. À, gia đình của chị Ngọc sẽ thi trước và gia đình của chú Mẫn thi sau.
Nhìn vào đội hình chính của gia đình chị Bích Ngọc, có lẽ đang thiếu vắng bóng dáng Nam Nhi. Với công việc kinh doanh nên tất cả việc múa hát cho tiết mục Mưa Ngâu đều do cô con gái Hồng Vân chỉ đạo. Đội hình nhắm nhảy của mình đó, nhớ không? Nhắm nhảy của mình ra nô đùa đúng không? Xong rồi vô nhạc luôn. Sử dụng mối quan hệ công tác phường, em Vân cùng người yêu Minh Hoàng ngay lập tức tuyển chọn đội hỗ trợ. Nhưng kết quả là... Dạ, đội trợ giúp thì có sự thay đổi nhiều lắm chị. Mấy bạn tập một vài bữa xong rồi lại bây giờ là cancel, không tập được là phải thay người mới. Nên là cái ra vào như vậy nên là cũng không ổn định. Nhưng bây giờ cái đội này là chính thức luôn rồi đó chị. Chỉ mới mở bài mà lại cãi nhau rồi. Anh đi dạy. Tham gia chương trình đúng ngay lúc lịch công tác tại địa phương quá nhiều và kết quả nhận xét tiết mục của gia đình là 50% là ổn thôi đó. Lúc đầu là rất là tự tin nhưng bây giờ thấy cái tình hình nó căng thẳng quá cũng thấy là hơi bối rối. Huy động lực lượng đó là một điều rất khó rồi. Thống nhất thời gian tập mà lại còn khó hơn nữa. Bởi vì một số đông này là làm công tác đoàn, thời gian rất bận. Còn một số em mà đang còn phải học môn thi nên là cái thời gian của các em rất là eo hẹp. Liệu các bạn đoàn viên phường 10 quận Gò Vấp có đưa gia đình chị Ngọc đến thắng lợi không? Cùng xem nào! Đã 30 năm rồi, nay tôi mới có dịp về thăm lại trường cũ. Và cũng chính nơi này, chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm. Không biết người đó bây giờ có còn nhớ đến tôi không? Giờ mưa ngâu búng non trên cành thành lá vi. Giờ mưa ngâu tròn xây chiếc ô trên đầu. Ngày xưa đôi ta bên nhau chiếc ô xe tròn là bóng mát. Mong sao mưa thật lâu để cho đôi lứa bên nhau. Ngày nay đôi ta xa nhau vắng anh em nhìn từng góc phố. Từng đời yên ương bên nhau tròn xe chiếc ô trên đầu. Ngày nay đôi ta xa nhau, lá xanh trên cành thành lá úa. Vì giọt mưa đâu rớt bên thềm, tình yêu đâu dễ lãng quên. Và cơn mưa, mưa rồi sẽ tan đi trên trời. Tham gia rất nhiều chương trình nhưng mà phải thú thật là cái chương trình Gia Đình Đệ Tử này mang đến cho tôi cái cảm giác thú vị nhiều nhất. Bởi vì đến chương trình này tôi được nghe rất nhiều câu chuyện hay, thật. Chẳng hạn như cái mối tình mà của hai bạn đoàn viên lúc nãy có thể làm được một bộ phim ấy, đã từng là đối thủ của nhau sau này trở thành là người yêu của nhau. Nó gần giống như mối tình của tôi và bà xã tôi. Thế có những thứ mà chúng ta đã từng ghét nhau nhưng lại là những thứ mà không thể thiếu nhau được. Các bạn đã mang tới cho tôi một cái cảm giác trẻ trung và tôi đã sống lại cái giai đoạn đẹp nhất mà tôi nghĩ là giai đoạn đó là đẹp nhất của một đời người, giai đoạn học trò.
các bạn cần phải tập cái bài này kỹ hơn một chút xíu nữa để mình không có những mắc lỗi nó vụng về. Đây là một trong những bài hát mà rất hay viết về mưa. Gia đình nhà mình đã biến trong mấy phút thôi đã trở thành một câu chuyện của một người hồi tưởng. Lúc đầu chị đi ra lời nói nhớ về của một cái thời xa xưa của cái thời tuổi trẻ. Đó cũng là một cái sáng tạo. Phải nói là các em thì đúng là cán bộ đoàn. Điều đầu tiên mà nhìn thấy là rất là ngoan. Ngoan cả trong cách nhảy nữa. giá như nghịch ngợm đi một chút nữa, tinh nghịch đi một chút nữa thì chắc hẳn là nó sẽ có những cái dí dỏm hơn và nó sống động hơn trong cái thể hiện cái ca khúc này. Cho phép việc được tiếp nối cái lời của đạo diễn Đức Thịnh là tại sao đạo diễn bảo là chúng ta phải tập kỹ hơn nữa, tại vì thực sự cái bài hát này là một cái bài hát rất là phổ thông mà chúng ta nghe rất là quen thuộc và thậm chí nó cũng rất là dễ hát. Tại sao phải tập kỹ là vì mình hát nguyên cái bài hát này nó có rất nhiều chỗ để mình bè, nhưng mà mình không có làm cho bè, tức là chỉ hát một giai điệu chính duy nhất thôi. Cái câu cuối cùng là chữ mưa ngâu là bè, thấy được duy nhất hai từ mưa ngâu thì nó rất là phí, nhất là cái đoạn điệp khúc và cơn mưa, cái lúc đó là mình có thể bè hoặc là mình thêm một số bè đuổi theo nó cũng rất là hay. Còn cái về diễn xuất á, thì có cái chỗ này nó hơi vô lý tí xíu là sau 30 năm từ học sinh mà trở thành một cái người có gia đình quay lại mái trường xưa thì cái người mà hóa thân đi với cô á, tức là một cái người xưa đúng không, thì cái người đó hơi bị trẻ, chúng ta có thể là vẽ râu vô tí xíu đúng không, chứ nó bị khập khiễng giống như là hai mẹ con lại thăm trường vậy đó. Chứ nói chung là tất cả mọi thứ là cũng đã rất vui vẻ và rất là gia đình tài tử rồi. Thật khó có thể nghĩ rằng bác Mẫn đã hơn 70 tuổi và cùng vợ là cô Tứ 61 tuổi. Khi điều động các con tham gia chương trình thế này, các con cả ngày đi làm, nhưng hai bác tự thân kiếm sống bằng công việc kinh doanh dịch vụ điện tử Internet. Buổi sáng thì hai bác tranh thủ tập hát bằng cách lên mạng tập hát theo ca sĩ. Nhưng chiến thuật tập hát của gia đình đó là hát karaoke. Cùng với đội hỗ trợ là 4 cô hàng xóm nên gia đình có vẻ giảm đi sự lo lắng khi anh sĩ quan quân đội này tâm sự. Thì đúng theo cái dự kiến của gia đình ấy, là Uyên sẽ sinh sau cái ngày mà đi biểu diễn. Thì hiện nay mọi việc nó bị xáo động cũng rất là nhiều. Về cái chỗ vai vị trí của Uyên ấy, hiện nay là bây giờ phải tìm một người khác ở trong đoàn để thay thế. Bên cạnh đó trong gia đình ấy, lại phải mất thêm một số người để phục vụ cho hai mẹ con của Uyên hiện nay đang ở trong bệnh viện. Liệu đội én lớn tuổi này sẽ mang mùa xuân về cho gia đình không nhỉ? Cùng xem nhé! Mùa xuân, một mùa xuân nhỏ nhỏ, lặng lẽ dâng cho đời. Em ơi, mùa xuân đến rồi, anh thấy vạn vật đều có sức sống trở lại phải không em? Ừ, đúng rồi đó, bởi vì đây là mùa xuân của đất nước, của mọi người, mọi nhà và của chúng ta mà. Tất nhiên, và đó cũng là một mùa xuân nho nhỏ. Dòng sông xanh một bông hoa tím tía, ơi con chim chiên chiên hót chi mà vang trời, từng giọt lòng lanh rơi tôi đưa anh hướng về. Mùa xuân người cầm súng lòng dắt đầy trên lưng, mùa xuân người ra đồng lòng trái dài nương lúa. Mùa xuân, mùa xuân, mùa
dòng mình đất Huế. Một mùa xuân rất tươi đẹp, long lanh sắc xuân. Và các bạn đã đem đến một mùa xuân rất sớm. Mặc dù ở ngoài trời hiện nay trời đang rất nóng. Gia đình mình đã làm cho Thanh Hoa rất xúc động. Bởi vì là cái mùa xuân nó không còn nho nhỏ nữa. Gia đình ta đã làm được điều đó. Nhỏ nhưng mà ý nghĩa thật là lớn lao. Và ở đây là rất là sáng tạo. Làm cho nó ấm áp và làm cho nó sinh động bài hát này rất rất nhiều. Thật xứng đáng với gia đình tài tử. Phải nói rằng cái bài hát này có cái sự hòa quyện từ giọng hát chính cho tới giọng hát bè. Mà cái biểu dương nhất á, là cái anh mặc áo trắng đeo cà vạt đỏ đó, anh có gương mặt rất là bụ bẫm. Là anh hát bè rất là chuyên nghiệp, có nghĩa là những cái lúc mà bè mà anh ho gì đó thì anh đưa xa. Và anh rất là biết xử lý micro. Chỉ có ca sĩ chuyên nghiệp người ta mới biết làm điều đó thôi. Chắc là anh cũng đã từng hát ở đâu đó rồi, hay là anh diễn văn nghệ nhiều phải không anh? Anh có thể nói, hay là lần đầu tiên lên sân khấu? Dạ, em cũng tham gia ở trường trung học phổ thông của em. Và khi mà bước vào trường đại học em cũng tham gia câu lạc bộ văn nghệ cho trường. Cho nên là em cũng hơi run, nói thật ra em cũng hơi run. Tức là từ trước tới giờ là bạn hát chính hay là bạn chuyên gia hát bè mà hát bè hay đến thế? Dạ, trước giờ em hát chính không? Thì cái người hát bè là phải giỏi hơn người hát chính mới kiệu được những người hát chính. Chứ nếu mà mình hát bè mà mình dở hơn người hát chính thì có nghĩa là mình kéo cái người hát chính đi luôn. Nhưng mà bạn là tô đắp cho người hát chính hát hay hơn. Đó là chúc mừng bạn. Cảm ơn. Tuy nhiên có một cái góp ý này có rất là nhỏ. Là nhất là anh sĩ quan quân đội. Tại sao anh không hát, anh đứng chung với một cô gái khác mà anh lại đứng chung với chị Quỳnh Hoa? Nếu có đứng chung với chị Quỳnh Hoa thì chị Quỳnh Hoa nên mặc cái áo dài không hở cổ. Tại vì anh sĩ quan quân đội mà đứng với một cô mặc áo dài hở cổ cách điệu tân tiến như vậy thì nó đôi khi nó có một chút nó không hài hòa. Anh Việt thì anh hơi khó quá, mà tôi thoáng hơn nhiều. Hở cổ. Tức là anh Thịnh rất thích hở cổ. Nếu mà các cô này hở cổ luôn là tốt. Nhưng mà phải công nhận là em mặc áo hở cổ rất xinh và có giọng hát rất đặc biệt. Đúng rồi, quan trọng rồi. Mức độ hở cổ này là cho phép chấp nhận được. Tôi giống như Đức Thịnh thấy chẳng có gì hở hết. Một cái tác phẩm á, khi được mọi người người ta trân trọng á, thì nó phải có hồn. Và cái gia đình mình ngày hôm nay điều đáng khen là các bạn trình diễn nó có hồn. Tuy nhiên có một chỗ mà tôi thấy rất là tiếc, rất là vụng. Đó là cái hình ảnh mà hai cô gái rất là xinh đẹp ngồi làm sóng cái con sông, làm dòng sông xanh. Chắc lẽ các bạn nhìn thấy trong cái bài thơ đó là mọc giữa dòng sông xanh nên các bạn nghĩ rằng phải cần có một con sông. Nhưng mà cái hình ảnh hai cô gái mà ngồi gần như là chầm hổm mà phất phất cái đó mà phất hoài không lên được. Tôi thấy nó tội nghiệp quá. Mà trong hai cô rất là xinh. Tôi nghĩ rằng các bạn nên bỏ cái chi tiết, cái dải lụa để làm ảnh hưởng cái bài hát của mình. Và nước rồng, phải nước rồng nó không lên. nên để cho hai cô gái xinh đẹp đó đóng một cái vai là cánh én mùa xuân thì tôi nghĩ là cái bài hát mình nó sẽ hoàn mỹ hơn. Không nhất thiết là trong bài thơ nó có dòng sông mà chúng ta phải bày lên dòng sông. Có nhiều cái mà nhiều khi nó ẩn dụ thì nó lại có giá trị hơn rất là nhiều. Rất cảm ơn gia đình ngày hôm nay. Thật sự là các bạn đã có một phần dàn dựng rất là tốt. Anh Vũ Việt hơi khó, tôi thấy thật sự là anh bộ đội đứng với cô gái này cũng chẳng sao cả. Không ơn tội cái anh chị. Tôi thấy chẳng gì tội cả, bởi vì nghệ thuật nó... Sợ ảnh kìm không nổi. Có thể là anh hơi khó khắc khe chút xíu, nhưng tôi thấy đó là một cái rất là đẹp. Không có gì là chúng ta đáng lo lắng cả. Không có vậy gì nào tôi Đức Thịnh hở cổ mới lo anh ơi. Một lần nữa xin chúc mừng cả gia đình chúng ta đã hoàn thành tốt tiết mục ngày hôm nay. Quý vị vừa đến phần trình diễn của hai gia đình. Phải nói là mỗi gia đình đã đem đến một sắc màu trong tiết mục của họ rất là tốt. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần công bố kết quả. Đầu tiên sẽ là khả năng ca hát của đội đến từ Gò Vấp. Nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh
9, nghệ sĩ Như Thanh Hoa, 9, Vũ Quốc Việt, 9. Số điểm dành cho đội đến từ Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh, 9,5. Nghệ sĩ Như Thanh Hoa, 9,5. Và nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, 9,5. Số điểm dành cho đội đến từ Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Khả năng sáng tạo. Nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh, 9,5. Nghệ sĩ Như Thanh Hoa, 9,5. Và nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, 9,5. Chúng ta đã trở về thế cân bằng. Và cân sẽ nặng về phía bên nào? Khả năng sáng tạo của đội thứ hai, 2, 3. Bắt đầu. 9,5 và 10. Tổng số điểm của hai đội như sau. Đội gia đình chị Ngọc là 55,5 điểm. Và gia đình chú Mẫn là 57,5. Xin chúc mừng gia đình. Còn bây giờ chúng tôi xin mời nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh cùng với nhạc sĩ Vũ Quốc Việt sẽ lên tặng quà cho đội đến từ Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa sẽ lên trao chiếc vé vào vòng thi tháng cho đội đến từ Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình gia đình tài tử của em CV đến đây xin phép tạm dừng. Hẹn gặp lại vào lần sau. Tấm vé chiến thắng tiếp theo sẽ thuộc về gia đình nào đây? Đừng quên khung giờ quen thuộc của chương trình nhé. Chương trình do công ty MCV phối hợp thực hiện.